Thưa quý vị, tính từ ngày 11 tháng 7 năm 2022, sầu riêng của Việt Nam đã chính thức được phép xuất khẩu chính ngạch qua tất cả các cửa khẩu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho phép nhập khẩu trái cây. Tuy nhiên theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam phải được đăng ký với Bộ và được cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt. Hiện Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt được 51 mã vùng trồng và 25 cơ sở đóng gói. Dù mới được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, nhưng mà đã có rất nhiều những doanh nghiệp hợp tác xã kêu cứu vì bị mạo danh mã số vùng trồng sầu riêng để làm thủ tục hồ sơ xuất khẩu ông hoàng trung cục trưởng cục bảo vệ thực vật cũng đã khẳng định rằng là hiện nay việt nam chưa cho phép xuất khẩu lô sầu riêng chính ngạch nào sang thị trường trung quốc thế nhưng mà tại cửa khẩu của tỉnh lạng sơn lại đang có hai container hàng sầu riêng không đạt điều kiện xuất khẩu sang thị trường trung quốc do chưa có giấy ủy quyền của vùng trồng mà trung quốc đã phê duyệt về vấn đề này trang tuổi trẻ online có bài viết với nhan đề hợp tác xã kêu cứu vì bị mạo danh lấy mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu theo giấy tờ do công ty an khang địa chỉ tại huyện cao lộc lạng sơn đang bị giữ lại ở cửa khẩu lạng sơn cung cấp thì mã số vùng trồng của lô hàng sầu riêng là vn DLOR0071, đây là một trong số 16 mã số vùng trồng được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt hôm mùng 7 tháng 9. Vùng trồng này của hợp tác xã cây ăn trái Krong Park ở xã Ea Yong, huyện Krong Park, tỉnh Đắk Lắk. Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7, Cục Bảo vệ thực vật cho biết, khi nào công ty An Khang có đầy đủ giấy tờ ủy quyền kèm thêm xác nhận của Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7 sẽ lập tức tạo điều kiện cho lô hàng thông quan. Thưa quý vị, để dầu riêng được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc là sự nỗ lực trong rất nhiều năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Bảo vệ Thực vật, các địa phương, doanh nghiệp thì mới có thể đàm phán và ký kết được nghị định thư. Nếu như để xảy ra tình trạng mạo danh mượn mã số vùng trồng mà phía Trung Quốc phát hiện vi phạm thì sẽ dừng ngay mã số vùng trồng cơ sở đóng gói đó. Nếu như vi phạm nhiều lần thì phía nước bạn cũng sẽ ngừng cả ngành hàng dầu riêng của Việt Nam vâng thưa quý vị là cà phê từ lâu đã là thức uống của rất nhiều người dân việt nam và hôm nay cùng với nhà nông online chúng tôi sẽ giới thiệu tới khán giả một loại cà phê đặc biệt nữa cà phê đặc sản specialty coffee đây được coi là làn sóng cà phê thứ ba sau hai làn sóng là phổ thông hóa việc tiêu thụ cà phê và tiêu thụ các loại cà phê có chất lượng cao hơn. Vâng, và nói cách khác thì xu hướng tiêu thụ cà phê thì cũng đang dần chuyển từ chất sang hơn về lượng, à, khám phá cà phê đặc sản Việt Nam cả triệu đồng 1 kg là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo điện tử Lao động ngày hôm nay. Cà phê đặc sản specialty coffee đã xuất hiện gần 50 năm nhưng tại Việt Nam dòng cà phê cao cấp này mới được cộng đồng hướng đến khoảng 4 năm nay. Đây là loại cà phê được trồng hữu cơ, có hương vị riêng, giá thành phẩm hiện là hơn 1 triệu đồng 1 kg. Mới đây Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã tổ chức chương trình trải nghiệm cà phê đặc sản Việt Nam tại Nha Trang, Khánh Hòa với sự tham gia của 14 đơn vị nhà vườn, đơn vị giang say. Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Cà phê Đặc sản Thế giới cho Arabica, và viện chất lượng cà phê thế giới cho Robusta. Cà phê đặc sản những sản phẩm đạt 10 tiêu chí với thang điểm 80 trở lên. Cà phê đặc sản hiện có giá trị cao gấp 4 đến 5 lần cà phê thương mại, chất lượng không thua gì các dòng cà phê đặc sản trên thế giới. Bà Nguyễn Thị Bích Chi, chủ cà phê đặc sản Arabica được yêu thích nhất chia sẻ, 4 năm để cho ra đời lô cà phê đặc sản đầu tiên trong số 1,3 tấn cà phê quả thu được chỉ có 600 kg đủ chuẩn. Còn theo chuyên gia Lê Trung Hưng, mức độ phong phú về mùi vị chính là điểm cốt lõi làm nên giá trị của cà phê đặc sản. Ngoài những vị trái cây nhiệt đới còn mang nhiều hương vị trái cây riêng, hiện các đơn vị tham gia chuỗi cà phê đặc sản Việt Nam đã có nhiều ký kết phát triển dòng cà phê chất lượng cao. Xin được chuyển sang một thông tin được báo người lao động đăng tải gần đây gây chấn động dư luận. Một gia đình ở Huế đã chi 200 triệu đồng mỗi tháng để chữa bệnh chậm phát triển cho con. Nhưng mà chỉ sau vài ngày, đau xót nhận lại hũ cho cốt và được cho là con của mình quá đau đớn và bức xúc vì cái chết bất thường của con, gia đình đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc. Trong đơn gửi cơ quan công an, anh N, sinh năm 1977, trú tại thành phố Huế cho biết anh gửi con trai của vợ chồng anh là cháu Quy, sinh năm 2019 cho ông Quy, sinh năm 1977, trú đường Nguyễn Bính thành phố Huế, tạm trú tại phường Lộc Tiến thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng chữa trị với chi phí 200 triệu đồng một tháng. Với chi phí này thì riêng cháu đã được một ekip điều trị gồm một tài xế riêng, một ô tô để chở cháu đi lại những nơi cần thiết, một cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, một cô trợ lý chăm sóc ngủ lại bên cháu và cháu được chăm sóc bảo vệ an toàn 24 trên 24 giờ kể cả lúc ngủ. Một thời gian sau, ông Quy thông báo cho vợ chồng anh N là cháu Quy bị mắc Covid-19 và đang điều trị. Đến khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 3, vợ chồng ông Quy ra Huế giao cho vợ chồng anh N hũ cho cốt, nói là cho cốt của cháu Quy do cháu bị mắc Covid-19 qua đời lúc 3 giờ ngày 25 tháng 3. Sau khi cháu qua đời, ông Quy đã tự sử dụng củi và than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho cho cốt vào hũ rồi đưa ra Huế bằng ô tô cá nhân. Trong suốt thời gian cháu qua đời, đến khi thi thể ông à, đến khi thi thể bị ông quy thiêu đưa cho cốt Gia Huế, gia đình chúng tôi hoàn toàn không có thông tin gì, anh nở bức xúc cho biết thêm. Thưa quý vị, sau một thời gian nhiều quốc gia trên thế giới nới lỏng các biện pháp phòng dịch và quay trở lại cuộc sống bình thường mới, số ca mắc mới và nhập viện đã tăng mạnh trở lại. Vâng và hiện thì châu Á đang đứng đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19 mới với số ca là 177.000 trường hợp. Xếp ngay sau đó là châu Âu với 223 triệu trường hợp. Và đây quả thật là một thông tin đáng lo ngại được đăng tải trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam số ra sáng ngày hôm nay. Tính đến sáng nay 12 tháng 9, thế giới lần lượt ghi nhận tổng số 614 triệu ca nhiễm và 6 triệu 500 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 285.000 ca nhiễm COVID-19 mới. Tại Bắc Mỹ, tổng số ca nhiễm COVID-19 tính tới sáng 12 tháng 9 là 115 triệu trường hợp, trong đó có 1 triệu 500 ca tử vong. Hiện Mỹ vẫn là nước chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới, với tổng số 97 triệu ca nhiễm và 1 triệu ca tử vong vì COVID-19 ở thời điểm hiện tại. Còn tại Nam Mỹ, trong 24 giờ qua, khu vực này có thêm 4.006 ca nhiễm COVID-19. Tính cho đến nay, khu vực này có tổng số 64 triệu ca nhiễm và 1.300 ca tử vong vì COVID-19. Trước nguy cơ làn sóng COVID-19 mới đang lan nhanh ở châu Á, chính phủ nhiều nước trong khu vực đã lên tiếng khuyến cáo thực hiện các biện pháp tăng cường phòng dịch, gồm cả việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho người dân, nhất là các đối tượng ưu tiên, đồng thời duy trì các biện pháp phòng dịch khác như khuyến khích người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tiếp tục chương trình là một tin tức đáng chú ý về tình hình chiến sự Nga-Ukraine được đăng tải trên báo Dân Chí. Trong bài phát biểu vào tối ngày hôm qua ngày 11 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố là Kiev đã giành chiến thắng quan trọng sau khi quân đội Nga rút khỏi vùng Kharkiv vào cuối tuần trước. Ông Zelensky cũng tin rằng lực lượng Ukraine sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ của nước này mà Nga đang kiểm soát. Thế giới kinh ngạc trước các chiến binh của chúng tôi, còn đối phương thì hoảng sợ, ông Zelensky nói. Trước đó, ông Zelensky thông báo Ukraine đã giành lại hơn 30 khu dân cư ở Kharkov. Ukraine cáo buộc Nga đã tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng khác hôm 11 tháng 9, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở Ukraine. Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, chìm trong bóng tối sau các vụ tấn công. Ô tô chạy qua những con đường tối, còn người đi bộ phải dùng đèn hoặc điện thoại để soi. Truyền thông ngày 10 tháng 9 đưa tin quân đội Ukraine dường như là đã giành lại quyền kiểm soát hai thành phố chiến lược của Kharkov, bao gồm Kupiansk và Izium. Theo các chuyên gia, bước tiến này sẽ là dáng đòn dáng mạnh vào khả năng của Nga trong việc là tiếp tế cho các vị trí ở tuyến miền đông Ukraine, đồng thời có thể khiến cho Moscow bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi tỉnh Kharkov. Thủ tướng Ukraine Zenith Simihan đã khẳng định, Lượng lớn vũ khí mà phương Tây cung cấp đã giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến sự, đặc biệt là nhấn mạnh vào vai trò của tổ hợp HIMARS cũng như là các tên lửa